Giải mã bí mật về những loài động vật có màu xanh lam siêu hiếm. Màu xanh lam rất phổ biến trong những vật dụng thường ngày. Tuy nhiên, lại không hề phổ biến trong thế giới động vật, thậm chí là rất hiếm. Những sự thật sau đây có thể giải đáp tò mò của nhiều người về sự thật này. Một, Màu sắc có thể phụ thuộc vào những gì động vật ăn. Hầu như tất cả các màu trên lông, da, động vật đều có sắc tố liên quan đến thực phẩm chúng tiêu thụ hàng ngày. Vì vậy, thực phẩm màu xanh lam hầu như không có trong tự nhiên vì thế động vật có màu này cũng rất hiếm hai màu sắc do phản chiếu ánh sáng màu sắc ta nhìn thấy là cách con người cảm nhận các bước sóng ánh sáng khác nhau một số loài động vật mắt chúng ta thấy màu xanh lam có nghĩa là cơ thể chúng sử dụng các cấu trúc vật lý và phản xạ ánh sáng màu xanh đến mắt người ví dụ con bướm trong hình mang màu xanh bởi đôi cánh hấp thụ tất cả các màu khác ngoại trừ màu xanh chính vì vậy màu xanh phản lại và truyền tới mắt người khiến chúng ta nhìn thấy con bướm có màu xanh Tuy nhiên trong môi trường khác không khí, màu phản xạ sẽ biến đổi. Tương tự với các loài chim màu xanh, những chiếc lông vũ có các hạt nhỏ cấu tạo đặc biệt để phản chiếu lại màu xanh lam. 3. Có duy nhất một loài bướm tạo ra sắc tố xanh lam. Có thể nói, xanh lam là một sắc tố cực kỳ hiếm trong tự nhiên. Tuy nhiên, có một loài bướm đặc biệt với tên khoa học là Nisia Oclora. Có thể mang màu xanh này khi nhìn dưới bất kỳ góc độ và môi trường nào. Đối với các nhà nghiên cứu, sắc xanh trên loài bướm này vẫn còn là một bí ẩn